Phi Thanh Vân nóng bỏng khiến cánh mày râu mê mẩn, Bảo Di phớt lờ, tưng bừng khoe lên chất bố lần tư. Những ngày gần đây, Phi Thanh Vân khiến dân mạng xôn xao khi chi hơn nửa tỷ đại trùng tu nhan sắc để làm mẹ đơn thân xinh đẹp. Về phía Bảo Duy, anh đã tìm được niềm vui mới nên tỏ ra phớt lờ điều này. Sau 9 ngày thực hiện ca đại phẫu nâng ngực, hút mỡ bụng, độ mông, Phi Thanh Vân đã trở lại với công việc điều hành công ty mỹ phẩm. Mới đây, cô khoe ảnh mặc váy ngắn, mỏng xuyên thấu, cố tình khoe vòng ba nảy nở sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp rất hài lòng vì trải qua nhiều đau đớn trong phòng mổ. Cuối cùng, cô đã có thể tỏa sáng với vóc dáng đồng hồ cát. Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ lên trang cá nhân của Phi Thanh Vân, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen và ngưỡng mộ sự bản lĩnh của bà mẹ một con. Mặc kệ Phi Thanh Vân tái xuất với vẻ đẹp nóng bỏng, chồng cũ Bảo Duy không quan tâm, thậm chí Bảo Duy còn khoe lên chức làm bố. Chồng cũ của Phi Thanh Vân tiết lộ anh sắp tái hôn với người yêu sinh năm 1983 sau 4 tháng hẹn hò. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 tại một khách sạn 5 sao ở thành phố Hồ Chí Minh. Vị hôn phu của Bảo Duy tên Thúy Anh định cư Australia được 20 năm, hơn Bảo Duy 1 tuổi. Chồng cũ của Phi Thanh Vân khen tình mới hiền lành hiếu thảo, tuổi của cô cũng rất hợp với anh. Tôi yêu ai là muốn cưới liền tay, gặp được người tốt tâm đầu ý hợp nên tôi không muốn chờ đợi lâu nữa. Gia đình hai bên cũng ủng hộ chuyện chúng tôi kết hôn. Thúy Anh là người chu đáo, cô ấy biết tôi từng hai lần đổ vỡ hôn nhân nhưng không bận tâm. Vợ sắp cưới luôn quan tâm tới mẹ và ba con riêng của tôi, Bảo Duy nói. Được biết con trai chung của cả hai được giao cho Phi Thanh Vân nuôi dưỡng. Bảo Duy có trách nhiệm chu cấp 10 triệu đồng mỗi tháng. Phi Thanh Vân vẫn đi về lẻ bóng vì hiện tại nữ diễn viên khẳng định mình muốn dành toàn bộ tâm huyết sự nghiệp và con trai, cứ chưa màng đến chuyện yêu đương. Đi nhờ xe giữa đường, cụ bà U60 xuất chiêu lừa tiền ma mảnh khiến cộng đồng mạng ra sức cảnh báo nhau. Xin ngồi nhờ xe đi được một đoạn, bà cụ tỏ ý muốn mượn tiền vào mua thuốc, lát về qua nhà rồi trả. Thế nhưng, khi cầm được tiền thì bà chuồn thẳng, hai túi đồ bà để lại chỉ toàn là rác. Cú lừa ngoạn mục của cụ bà tuổi 60, chia sẻ sự việc mà chính mình là nạn nhân, bạn Nguyễn Vi, 18 tuổi, trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, kể lại sự việc trên trang Facebook cá nhân của mình. Sáng nay em đi siêu thị mua đồ xong, chạy xe máy ra khỏi bãi giữ xe gần công viên Rạch Xin, Đà Lạt, thì gặp một người phụ nữ tầm 55-60 tuổi, cao khoảng 1m50, đeo khẩu trang kính cận, mặc áo măng tô xám, đội sẵn mũ bảo hiểm và xin đi nhờ xe về nhà ở Phan Đình Phùng vì xách đồ rất nặng. Vì ít gặp người xấu ở Đà Lạt, mặt bà cụ cũng khổ sở nên em không cảnh giác cho đi cùng luôn mà không chút nghi ngờ. Bà xách túi đồ lên trước ba ga rồi leo lên phía sau xe máy của em ngồi. Khi đi đến chợ thì bà ngỏ ý muốn xuống mua một ít rau rồi về, em cũng thoải mái thời gian nên đồng ý, vui vẻ chở bà vào chợ. Một lúc sau bà ta quay lại, tay cầm một bịch ni lông màu đen và cũng bỏ lên xe. Bà hỏi em còn tiền không cho bà mượn để mua thuốc. Vì tiện đường đi chợ muốn mua luôn, chứ nhà xa chợ, lát quay trở lại không có ai chở, bà hứa về nhà sẽ trả rồi cho thêm 50.000 đồng. Thấy bà cũng giống người ốm thật nên em đưa cho bà 250.000 đồng, bảo bà cầm vào mua thuốc, lát về trả sau cũng được. Theo Vi chia sẻ, bà cụ lại quay vào chợ, nhưng rồi một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ra, nghi ngờ. Vi mở hai bịch đồ bà bỏ lại trên xe thì chỉ toàn rác. Chỉ khi mở hai cái túi màu đen bà ta để lại thì em mới biết mình bị lừa. Số tiền đó đối với em cũng không phải là lớn, nhưng điều em buồn nhất là trước đến giờ sống ở Đà Lạt bình yên, chẳng bao giờ gặp kẻ xấu, chỉ toàn gặp người thân thiện mến khách, vậy mà, Vi thất vọng nói. Rất nhiều người từng là nạn nhân. Để cảnh giác mọi người, Vi lấy một số tấm ảnh đã chụp về cụ bà này rồi đăng lên mạng xã hội cho mọi người biết thủ đoạn lừa đảo mà đối phó, tránh xa mỗi khi ra đường, có người lạ đi nhờ xe. Lời cảnh giác của Vi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Qua hàng trăm lời bình luận, Vi cũng như cộng đồng mạng không ngờ đã có rất nhiều người là nạn nhân của người phụ nữ trên. Bằng thủ đoạn tương tự, bà ta đã lừa đảo rất nhiều người. Facebook, em Sơn bình luận, bà này ở đâu? Bà bữa cũng lừa mình 200.000 đồng, bắt được dắt lên công an liền. Mình cũng bị một lần đúng bà này lừa, mình gặp bà ở đường Nguyễn Công Trứ. Bà kêu thiếu tiền mua thuốc, lát cô trả lại con, mà trong túi chỉ còn 500.000 đồng. Mình không nghĩ ngợi đưa luôn cho bà nói là chờ chút, tí cô sẽ trả cho con liền.
Mình ngồi một tiếng không thấy ra, sốt ruột đi vào hẻm mới biết hẻm đó thông ra con đường cái. Bài học luôn, giờ ai xin nhờ xe không dám nữa. Facebook Phạm Tuấn bình luận. Cũng không ít người bức xúc cho rằng phải hành động vì việc làm của người phụ nữ trên đã làm mất lòng tin ở con người, làm ảnh hưởng đến hình ảnh con người Đà Lạt. Bởi vậy cần xử lý nghiêm những kẻ lừa đảo. Tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó chứ không nên để cho bà ta hành hành ngang dọc mãi như thế này được. Đúng là bà ta lừa không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nhiều người bị lừa thì số tiền sẽ rất lớn. Chính những người như bà ta làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Đà Lạt cũng như lòng tin của mọi người, Facebook Ngọc Sơn bình luận. Ba ngôi sao võ thuật giàu nức tiếng bị chỉ trích bỏ mặc người thân khốn khó. Dù có công danh và tài sản khủng, nhưng ít ai biết rằng người thân của họ phải sống trong cảnh kiếm cơm từng ngày. Trung Quốc thường hay có câu, một người đắc đạo cả họ được lên trời, với hàm ý gia tộc được cậy nhờ từ người thân. Tuy nhiên, nhìn cuộc sống giàu sang của sao Hoa ngữ, ít ai nghĩ cuộc sống người thân của họ lại vất vả, lao đao kiếm sống từng ngày. Anh trai Lý Liên Kiệt nghèo đói, sống ở nơi ổ chuột. Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao giàu có hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng gây chú ý khi sắm chuyên cơ riêng có giá lên đến 100 tỷ để phục vụ cho việc đi lại du lịch. Không chỉ riêng làng giải trí, ngay cả những đại gia hàng đầu Trung Quốc cũng phải bái phục sự chịu chơi của Lý Liên Kiệt. Không ít người cho rằng sự giàu có của ngôi sao này sẽ giúp được người thân trong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng sự thật sẽ khiến fan ngạc nhiên khi Lý Liên Kiệt có thể bỏ ra hàng ngàn tỷ mua biệt thự không ai ở, trong khi người anh ruột phải vất vả kiếm cơm ăn và sống trong khu ổ chuột. Cuộc sống giàu sang của Lý Liên Kiệt khiến anh bị soi mói nhiều hơn. Lý Liên Kiệt sinh ra trong một gia đình nghèo khổ có 5 người con, hai anh trai là Lý Liên Thắng, Lý Liên Lơi và hai người chị gái. Nhờ vào năng khiếu và sở thích nên Lý Liên Kiệt được cha cho đi học võ từ nhỏ. Chính vì gia đình khó khăn nên anh trai của Lý Liên Kiệt phải đi làm từ sớm. Cuộc sống từ nhỏ của Lý Liên Kiệt luôn được anh trai hỗ trợ cho đến lúc anh mới bước chân vào làng giải trí. Sau khi nổi tiếng, Lý Liên Kiệt đã quên mất hai anh trai của mình. Khi anh cả bị bệnh và cuộc sống rơi vào cảnh khốn đốn, cũng không báo cho Lý Liên Kiệt biết. Rất nhiều phóng viên hỏi thăm Lý Liên Lơi khi thấy ông sống tại một khu ổ chuột, sắp phải giải tỏa, nhưng ông đều từ chối khi hỏi về em trai mình. Một số hàng xóm của Lý Liên Lợi cho biết, ông có một người em trai nổi tiếng nhưng không thấy ghé thăm ông. Chính vì sự thờ ơ của Lý Liên Kiệt với người thân đã gây sự tò mò trong dư luận. Có một số lời đồn, do hai anh em Lý Liên Kiệt và Lý Liên Lợi có mâu thuẫn nên không qua lại. Thế nhưng nhiều người cho rằng, dù như thế nào đi nữa, đã là anh em ruột thịt, thì không nên vì những việc nhỏ mà không quan tâm nhau. Chị gái Châu Nhuận Phát ngủ tại công viên. Trường hợp của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt ở trên khiến người ta phải nhớ đến hình ảnh chị gái của tài tử Châu Nhuận Phát. Dù đã ngoài 70 và điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng bà Châu thông linh có sở thích đi khắp nơi chụp lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Bà làm nghề chụp ảnh dạo và nhiều lần được trông thấy ngủ gật tại công viên. Bên cạnh ý kiến chỉ trích ngôi sao không quan tâm chị gái, nhiều fan của Châu Nhuận Phát cũng bênh vực thần tượng khi chỉ ra rằng bản thân tài tử này cũng sống rất tiết kiệm. Thói quen này bắt nguồn từ quá khứ nghèo khó của gia đình. Chị gái Châu Nhuận Phát không muốn sống phụ thuộc vào em trai mình. Hai anh trai Thành Long kiếm ăn qua ngày. Thành Long cũng là một trong những ngôi sao có quá khứ vất vả. Năm 1999, khi mẹ Thành Long qua đời, cha anh Charles Trừng Cơ Bình mới cho anh biết sự thật. Theo đó, anh có hai người anh cùng cha khác mẹ và hai người chị gái cùng mẹ khác cha. Để đảm bảo an toàn khi sang Hồng Kông, cha Thành Long mới đổi thành họ Phòng. Chính vì thế Thành Long sinh ra và được mang họ Phòng. Ngoài ra, anh còn một cái tên khác do mẹ đặt là Trần Cảng Sinh. Đó là một cái tên do cha mẹ đặt để giữ một kỷ niệm. Sau khi biết được danh phận thực sự của mình, năm 2003, Thành Long cho ra mắt bộ phim nói về cuộc đời và được đông đảo người yêu quý anh chúc mừng sau thời gian dài bị cho là đứa con lưu lạc. Hai người chị cùng mẹ khác cha của Thành Long có cuộc sống tương đối ổn định, nhưng hai người anh cùng cha khác mẹ có cuộc sống rất khó khăn. Rất nhiều thông tin cho rằng Thành Long nổi tiếng và không quan tâm đến hai người anh Phùng Sĩ Thắng, Phùng Sĩ Đức khi họ có cuộc sống cơ cực. Tuy nhiên, trong một lần trả lời báo chí, Thành Long bác bỏ thông tin anh không quan tâm đến người thân. Sau khi cha qua đời, Thành Long một lần nữa khiến nhiều người bất ngờ khi không cho hai anh trai đến dự đám tang cha. Trước hành động của em trai, hai người anh đã mang chuyện gia đình chia sẻ trên đài truyền hình và trở thành dư luận bàn tán của xã hội. Trước những lời đàm tiếu không hay,
Thành Long đã về Sơn Đông nhận bà con, đó cũng chỉ là lần duy nhất và đến nay anh không gặp lại người thân của mình. Dù bị em trai đối xử không tốt, nhưng hai anh trai cho biết luôn tự hào khi em mình thành công trong sự nghiệp.